Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft siêu bí kíp luyện rồng. Và hiện tại thì mình đang trên đường đi khám phá thêm những vùng đất mới để kiếm thêm trứng rồng nè. Ở đằng kia có tên Vindicator. À, tên này gần gần lấy ghiều làm gì đây? Chạy đi đâu? Tên này bình thường hổ báo lắm, để mình trừng trị nó. Hổ báo nè, gặp mình ha, tắt điện liền. Ê, phía xa xa mình thấy có cái chỗ của mụ Medusa kìa. Ờ mà khoan, từ từ. Bây giờ thì cái em rồng thiên thần của mình vẫn chưa có đủ cấp để mình cưỡi á. Mình muốn cho rồng thiên thần của mình đủ cấp luôn, để mình làm thêm những cái phần thức ăn cái đó, để cho em rồng mình đủ cấp rồi mình còn cưỡi đi khám phá nữa. Không biết là như đây có đủ hay không, mình cứ cho ăn từ từ đi ha. Hy vọng là đủ. Rồi chia ra ăn đi em ơi, mau lớn em ơi. Cho ăn đêm này chắc là mau lớn lắm nè. Rồi, mặc dù đây không phải là thức ăn ưa thích á. Thức ăn ưa thích của em này là táo vàng với cà rốt vàng á. Và bây giờ thì sẽ chuẩn bị lên cấp 20 nè. Đây rồi. Nhưng mà những cái em rồng giống như vậy thì máu hơi ít á, có mười mấy máu thôi. Khi mà chiến đấu thì mình cũng phải cân nhắc một xíu để không thôi tránh trường hợp rồng kiểu như là bị ăn hiếp á. Ôi, bây giờ đã lên cấp 25 rồi. Liệu rằng vẫn chưa cưỡi được. Cấp 26 thì sao? Rồng thiên thần cấp 26 vẫn chưa cho mình cưỡi này. Khó thiệt. Kiểu như là những em rồng có kích thước càng nhỏ thì bắt buộc cấp phải càng cao thì mình mới có thể cưỡi được á. 28 nữa này. Rồi lên 30 luôn. 30 vẫn chưa cho cưỡi nha. Khó rồi, kèo này khó rồi. Không biết cấp bao nhiêu mới cho mình cưỡi đây. 32 rồi nè. 33. 34 luôn. Thôi xong rồi. Chiến này nghèo luôn rồi. Mình đầu tư hết vô em rồng thiên thần rồi đó. Hy vọng là em ấy sẽ đền đáp cho mình bằng khả năng chiến đấu cực tốt nha. Mong rằng là như vậy. 39 rồi. Trời ơi, 39 mà vẫn chưa cho mình cưỡi được. Wow, kèo này cắn thiệt. Mình thất bại rồi. Mình cứ nghĩ nhiêu đấy là đủ cho một em rồng để cưỡi, nhưng mà không. Rồi ở đây có em rồng biển tên là Sea Stalker. Trời, lên đất liền ngủ hả? Dưới nước không ngủ, lên đất liền ngủ. Nhìn như rồng nó ghê thiệt á. Ở dưới nước á, hổm rài thì mình chỉ mới thấy hai loài rồng thôi. Là một là MC Soccer, hai là cái em gì đen thui thù lùi hôm bữa. Không biết là khi nào mình mới có cơ hội gặp thêm những em rồng dưới biển giống như vậy ha. Rồi, và nhân tiện ở đây có chỗ của mụ Medusa thì mình sẽ lấy thêm một cái đó gọi là cái đầu á. Để mình một xíu mình dùng trong một số công việc ha. Mình đang có một cái dự định thí nghiệm, không biết là có thực hiện được hay không. Giờ thì vô trong đây trước đã. Ui, trong đây nhiều quá vậy. Ui, trong đây nhiều quá lắm nha. Rồi, kích hoạt công tắc lên. Thêm một cái ở đây nữa. Chắc mình phải tắt cái găng tay này thôi. Chứ không thôi mình cứ trèo trèo. Ui, nhặt thêm xương. Để mình làm thức ăn cho rồng á. Rồi. Vô, tới công chuyện. Mụ Medusa đâu? Đây, mụ ta đây. Mình không được nhìn thẳng vô mặt nha. Mình chỉ được nhìn ở dưới thôi. Mụ Medusa nè. Kiếm mình chỉ với ba nhát thôi là kết thúc được mụ ta rồi. Medusa nè. Rồi, mình đã có được cái đầu rồi. Một xíu thì mình sẽ tiến hành cái thí nghiệm của mình ha. Giờ thì chắc mình phải đi săn thêm cừu bò để mình làm thức ăn cho rồng rồi. Ê, đằng kia mình thấy còn có một ngôi đền kìa. Bây giờ thì mình chưa cưỡi được rồng thiên thần, vậy thì mình sẽ cưỡi rồng mi đi. Lâu rồi chưa cho mi ra trận nè. Rồi, chị hồi mi ra một cái. Ui, giờ mi đang ngủ hả? Thôi thức em ơi, cho anh cưỡi xíu đi. Giờ kêu gồng buổi tối cũng hơi tội nghiệp ha. Kiểu đang ngủ mà mình kêu. Rồi, lên đây. Ở đó, giờ em muốn đi ngủ đi. Anh vô đây, tới đây được rồi. Sao?
Mình sẽ vô cái ngôi đền này coi coi nó có gì nào. Ngôi đền gì đâu mà dây leo tùm lum vậy? Kiểu như nó bị lâu rồi á. Không biết là ở dưới này có gì không? Này nè, thấy chưa? Đi nó cứ bị vướng vướng. Không sao đi, từ từ. Trời ơi, nó vẫn tiếp dưới lòng đất luôn. À, thì ra dưới ngôi đền là nguyên một cái hệ thống đường hầm. Kìa, đằng kia có bánh kem nữa kìa, mình đang đói bụng một xíu qua đó. Ủa, ở đây có anh Xương Đen. Anh Xương Đen nè. Mà hên anh này cầm. Ú, hết hồn, mình tưởng đâu rớt ra cái đầu chứ. Anh rớt ra cái áo giáp kim cương kìa. Trời 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 trời, mấy con này nhìn nguy hiểm vậy. À, cái này là bật đèn. Ra là vậy. À, con này định cắn lén hay gì con nhỏ. Ô, nó tốc biến. Trời trời trời, mấy con này biết tốc biến nữa. Muốn không à? À, mình thấy cái lồng spawn rồi. Đập liền. Không cho nó đẻ trứng. Rồi, xong tiêu diệt con chút. Hai con mặc giáp hết luôn nha. Mấy con này được trang bị vũ trang hết trơn rồi, nên rất là nguy hiểm. Trong rương sẽ cho mình một cây cúp. Gia tài cấp độ 1, hiệu suất cấp độ 5 và sửa chữa cấp độ 3. Tốt quá, tốt quá, lậm liền. Trời ơi, đúng thứ mình cần luôn á. Những cái cuộn này thì mình chưa có học được mấy cái phép này nên mình sẽ tạm thời không có nhặt ha. Có con nó bắn lén mình kìa. Bắn không? Nó thích bắn không? Thích bắn không? Úi sao mình bắn trên đứa bắn cái gì vậy Lộc? Trời đất ơi, bắn mù mắt rồi. Không hiểu sao mà bắn được vậy luôn á. Rồi, mình sẽ giữ lại cây cúp này mới được. Tại vì nó rất là tốt á. Chắc mình sẽ sửa nó luôn á. Tại vì nó có dòng sửa chữa kìa. Bây giờ thì mình vừa khám phá, mình vừa sửa cây cúp là vừa đó. Hợp lý luôn. Ui, này bắn ghê đấy. Bắn. Bắn ghê nè. Kinh nghiệm đâu? Để coi sửa nhanh không. Đó, lên được một xíu đồ bên rồi. Tiếp tục, tiếp tục. Ở trong cái công trình này mình nghĩ nó còn nhiều đường đi lắm. Cứ từ từ mà khám phá. Nó còn dẫn tới một cái hang nữa cơ. Wow. Được đấy. Thôi, trở về hướng bên này. Cái này là chủ yếu là mình bật lên để cho có thêm cái đèn ở trên ha. Nhưng mà mình thì không tối lắm nên mình sẽ không cần phải bật đâu. Mình sẽ đi về hướng có cái cái gì ta? Cái bánh kem. Mình đang đói nè, quăng bển ăn hết cái bánh kem là vừa ha. Đi đi đi, qua đây lấy cái cúp này đào coi. Rồi coi có nhanh không. Ui, hiệu suất cấp độ độ 5 mà đào. Mình cảm giác nó không nhanh lắm nha. Nó cứ bị chậm chậm kiểu gì á. Kìa kìa, có con Xương cầm gậy gì đây. Làm gì đây? Làm gì đây? Làm gì đây? Xin nhẹ. Đập đập cái lồng, đập cái lồng. Đập cái lồng liền. Ui, nó có cái căn phòng bí mật nè. Căn phòng này có dấu đồ không? Không có dấu đồ. Gì mà cũng làm căn phòng nữa, làm người ta mừng hộp. Ui, hình như mình có bơm. Oh no. À, bọn chúng giấu bơm ở dưới nè. Sắc bén cấp độ 1. Nguy hiểm vậy. Chơi mà chơi giấu mìn trời. Mình qua hướng bên này coi. Hướng bên này có rương không? Không có rương luôn. Chỗ này to như vậy mà không có rương hơi tiếc á. Bây giờ mình đói mình chạy hết nổi rồi đó. Mình gán lết lại cái chỗ bánh kem, mình ăn cái bánh kem cái đó. Có vẻ ăn cái bánh kem hơi khó nha. Ăn cái bánh kem hơi khó đấy. Còn Xương nè. Mở rương tiếp. Không có đâu. Lậm Xương tiếp. Rồi xong phim. Bánh kem, bánh kem. Ăn hết luôn. Một mình xử sạch cái bánh kem luôn á. À, có thêm thức ăn rồi nè. Ngon. Cũng được đi ha. Ui, bắn lén, bắn lén, bắn lén. Chờ mình lén. Chờ mình đánh lén nè. Thôi thôi, giờ mình đổi cúp được rồi đó. Mình sẽ sử dụng cây cúp này, có gì mình sẽ khai thác những cái quặng khoáng sản ha, như là kim cương. Tại vì nó có gia tài rồi đó, nên mình đào rất là thích luôn. Sẵn đây chắc mình sẽ đi sâu xuống một xíu. Coi coi, ui dồi, đây nhiều quá vậy. Coi có rương không? Sao không thấy gương gì trơn vậy? Mà quái không à. Gương thì không có, mà quái thì nhiều. Lừa thì đó.
Nè bên đây hai đường mà không có đường nào có rương luôn. Có nên đi tiếp không ta? Mà thấy giống như nó đang bịp mình á. Cũng có thể lắm. Sao càng ngày nó dẫn mình càng xuống sâu hơn vậy? Ui, có con ma mà nó cầm kiếm luôn nè. Ma mà cầm kiếm nè. À đây rồi, đây rồi. Hình như tầng càng sâu thì nó mới càng dễ có rương hay sao á. Bên đây mình thấy có rương rồi nè. Vô đây cần hai con Reaper luôn. Reaper. Đập 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 đập. Đập cái lồng liền. Ai nhện nhện nhện. Nhện. Hung hăng nè. Hi. Ui. Ui. Ôi không. Hên vẫn nhặt được viên kim cương. Mèn đét ơi nó. Cái đó là cái rương bảy. Nhìn không kỹ là bị troll liền đấy chưa. Trời ơi, nó đánh vô cái tâm lý gặp kim cương của mình. Nó nổ đùng 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 luôn. Trời ơi, căn phòng này nhiều đầu vậy. Căn phòng gì đầu lâu xương sỏ không vậy? Nè quá trời đầu lâu xương sỏ luôn. Reaper nó. Ê, đừng 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 nổ nữa. Hồi nãy bom nổ rồi, giờ không muốn thêm Reaper nổ đâu. Cái con cá bạc này nó giống như là nó cà rút mình á. Nó đi theo mình hoài luôn á. Mắc mệt với nó. Nè nè, cái này là rương 7 này, thấy chưa? Đập ra. Ai cho người nổ lần nữa, nổ một lần rồi chứ. Ai cho nổ hoài. Ê, Reaper đi 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 đi, đi chỗ khác giùm các bạn ơi. Đi chỗ khác đi. Nào có mìn là mình sẽ đập hết á. Tránh trường hợp mìn nổ. Rồi xong phim giờ an toàn rồi đó. Thấy chưa? Hết bị nổ rồi. Rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm. Hên là nãy vẫn hốt được viên kim cương ha. Ngọc Luli hả? Em luôn. Về về đi cùng hả? Ấy nói chung thì trong đây. Ơi. Đừng. Còn gì nữa đâu. Mà khóc với sầu. Trời. Tên đu nó tức cái lòng ngực á. Ngay thế nhờ. Tránh vỗ dưa gặp vỗ sầu riêng rồi. Thì cái tình gì mà cũng bị. Một xíu mình gặp con Reaper nào là mình hủ tiêu nó liền. Giờ mình không ưa nổi mấy con Reaper đó. Quậy phá không à. Thiệt á. Không ưa nổi nó luôn. Khó chịu ghê. Người ta đang nghèo rồi, người ta đi khám phá, người ta kiếm chút đỉnh. Gì đó. Ui, có kim cương. Gì mà cứ nở lòng nào hại người ta hết lần này tới lần khác. Không thể nào chấp nhận được. Con ma này nhìn không ưa nè. Thiệt tình á. Rồi bên đây có rương nữa không? Ui, bên đây nguyên nguyên một đống mày nhện luôn nè. Có nào bên đây có rương nữa không ta? Nghi lắm. Nè đúng rồi, nó có rương thiệt. Con này lợi dụng mà cắn lén à. Ôi mình bị gì rồi? Oh no. Mình bị gì rồi nè? Ủa sao mình bị lúng rồi? What? Ủa sao tự nhiên mình bị lúng rồi? What the hell? No 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 no. Gì vậy? Trời ơi cái cục sỏi nó rớt ngay cái mạng nhện. Hú hồn. Tưởng đâu tới cái củ kiệu nữa rồi chứ. Hoài luôn á. Đập 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 đập. Rồi xong hết đẻ nha. Mình vô mình hút cây rương rồi xong mình chuồn liền. Đấy, đây là cách dọn màng nhện nhanh nhất. Mình cho nước chảy xuống để cho dẹp màng nhện ha. Okay. Vẫn còn nhện. Nhện cắn lén. Nhện cắn lén nè. Rồi, hút 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 hút. Nhưng mà coi chở, kỹ coi có bơm không. Ok, không có bơm. Xong luôn, cái rương không có độ xịn luôn. Bực tê không biết. Hình như mình chơi tới cái khu lăng mộ rồi hay sao nè. Ui, ui, bên đây có xương, bên đây có xương. Nguy hiểm, nguy hiểm. Ui, có ông pháp sư nữa. Ui, trời, trời, trời. Còn cho bọn chúng quýnh nhau này, mình sẽ quýnh nhau với ông pháp sư đâu rồi. Pháp sư lửa. Trời ơi. Ui, pháp sư lửa. Pháp sư lửa nè. Pháp sư lửa. Pháp sư lửa nè. Ui, ông pháp sư lửa bắn ra qua cầu lửa hơi bị to luôn. Ghê quá, ghê quá.
Kệ, nhốt mấy con kia trong đó luôn đi. Mình sẽ không để bọn chúng đi ra đâu. À, cái này có, mình nghĩ có 7 lắm, nên mình sẽ đập đập trước ha. An toàn vẫn là trên hết. Ủa, biết ngay mà, có 7 nè. Không biết là 7 gì thôi. Rồi, mình sẽ cẩn thận hơn một xíu ha. Đấy, thấy chưa? Không cẩn thận là đi rồi. Đâu có dụ mình lần nữa được đâu. Đập hết luôn, đập sạch sành sanh luôn. Ở đó, vậy là an toàn nè, hết sợ bị nổ rồi. Đấy, thoải mái lụm liền. Hết rầu rồi đó. Cũng lụm có một hai viên kim cương à. Mà bị nổ lên nổ xuống nãy giờ. Ê, bên đây nó còn có căn phòng gì lạ vậy? Ui, phòng Enderman. Ui, đây là căn phòng của Enderman nè, có cái rương Ender nữa. Được cái ta. Mà không còn rương khác. Có anh Enderman không à? Vậy là giờ cái tầng này là cái tầng chứa đồ xịn nhất rồi đó. Mình sẽ thử coi trong những cái lăng mộ này có đồ không. Mình nghi lắm. Không có nè. Phải kiểm tra hết nha, không thôi bỏ uổng á. Này không có. Này cũng không luôn. Ủa? Lạ vậy. Thông thường thì mấy cái chỗ lăng mộ giống như vậy sẽ dễ có đồ chứ. Đằng này thì không có cái gì luôn. Chỉ có những cái lồng xuất hiện quái vật thôi. Đây là một hướng đi khác nữa nè. Lại dẫn xuống dưới nữa. Mèn đét ơi. Tôi đi nãy giờ xuống sâu lắm rồi đó. Xuống gì xuống. Ui, có rương kệ, sâu xíu cũng được, sâu xíu cũng được. Có rương mà. Rương gì đây? À, rương thường. Imperishable. Sách gì ngộ vậy? Nhạc cấp độ 3 có rồi. Bắn 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 nè. Bắn 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 mắc ghét. Còn gì khác không? Còn có cánh. Ủa? What? Nó có cánh cổng địa ngục chờ sẵn luôn nè. Ui, trời trời trời, mua mua. Ui, đầu tư vậy, nó xây sẵn cho mình cánh cổng địa ngục luôn. Lần đầu mình thấy có công trình mà xây sẵn cánh cổng địa ngục đẹp như vậy á. Ý, thôi kim cương. thời tới các bạn ơi. Thời mình tới, thời mình tới. Rồi mình chiến đấu với mấy con quái vật này cái đó. Thời mình tới, thời mình tới. Này nó giấu lòng spawn nè. Này nè, đập ra liền, đập ra liền. Nó giấu lòng spawn trong mấy bức tường á. Đập hết, đập hết. Rồi xong phim mình dọn sạch lòng spawn rồi. Chiến này giàu, chiến này giàu rồi. Kiểu gì cái này cũng có đồ xịn thôi. Yeah boy. Coi này rương gì, rương gì. À, rương thường. Ui, sao kỳ vậy. Không phải. Chờ chờ, để mình chuẩn bị tinh thần mình lẫm khối kim cương trước đã. Bình tĩnh, bình tĩnh. À, vô phơm liền, lẫm khối kim cương liền. Làm giàu là không khó. Còn gì không? Hết à? Kệ, đừng khói kim cương là thấy quý rồi đó. Được, chịu, chịu công trình này rồi. À, bên này có gì nữa không? Bên này thì... Ê, mình... Sao mình nghi ở trên này nó có đồ quá nhờ? Các bạn thấy trên đây khả nghi không? Mình nghi lắm. Mình nghi kiểu gì nó cũng giấu đồ trong này. Thử coi có chính xác hay không. Đó, thấy chưa? Ủa, nó giấu cái lồng à. Trời đất ơi, nó giấu cái lồng spawn chứ không phải là giấu đồ. Khoan. Khoan, khoan, khoan. Dừng khoảng chừng là 2 giây. Mấy cưng nghĩ mấy cưng giấu vậy là thoát khỏi anh sao? Mấy cưng còn lon lắm. Ôi, khói kim cương đâu ơi. What? Ủa, đây, 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 đây. Đó, lẫm liền. Ui giời ơi, tưởng thế nào. Nhìn kỹ coi còn dấu không. Hết à, hết à. Im, 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 im. Ra khám phá công trình nó phải vậy. Cho xương xương kim cương người ta mang về ta. Ta dùng chứ. Đằng kia hết đường rồi. Mình sẽ qua hướng bên này. Có lý đó, bắt đầu khoái công trình này rồi đó. Mà bên đây hơi nhiều quá nha. Có vẻ là lòng spawn nó giấu trong những khối hắc kim thạch đó. Giờ mình phải tìm cách đập làm spawn trước nè.
Ui, có nhung nham. Nó không chạy ra, đỡ quá. Đi ra chỗ khác. Rương này rương gì? Rương thường, lầm. Không có đồ sệt. Ui, chơi trội thuốc độc. Oh no. Chơi cây dây. Chơi mà trội thuốc độc. Quá trời đất, mấy con này láo tét rồi. Chơi mà trội thuốc độc. Ui, cái này có quá trời dòng cùng hóa tốt nè, mình sẽ lượm về. Sẽ ưu tiên những món đồ có cùng hóa tốt một xíu ha. Multi charm các thứ nè, mình sẽ lượm về. Ừ đúng rồi, xử nhau đi, mình cho nó xử nhau, mình không quýnh nhau với nó đâu. Ui sao giống như một hồi mình bị úp sọt tại đây vậy ta. Có điểm lắm. Mình mà không tìm ra những cái chỗ đặt lòng spawn là một hồi mình bị dí chắc luôn á. À có khói vàng nữa nè. Lầm khói vàng về. Không liên. Chưa lút xong nè, bình tĩnh. Ôi chết, chưa hồi phục. Ui xong rồi, chiếc này không bị úp sọt là không không ăn tiền rồi. Ui xong. Quái đông như vậy, một mình sao mà chiến lại đây. Né ra đi. Đông quá. Quá trời quá đất, nó đông rồi. Một mình chơi với cả đám luôn á. Phải có khiên mới được. Mèn đét ư. Sao nó ngày càng đông vậy. Không ổn, mình phải giọt lẹ thôi. À, thấy cái lòng spawn nè. Một cái. Đi ra đi. Cái này là cái chỗ có thuốc á. Cái này là... rương xịn. Lấm luôn. Gãy phép không cần đâu. Im. Từ từ thì cũng lút hết khu này thôi. Con mắt gì đây? Lấm trước tính sao? Ui da, mấy con này dí hoài, gần hết đồ ăn rồi. Con này hồi phục lại. Ui mày hết luôn á. Tại vì cái kiếm của mình á, sát thương của nó không đủ kết liễu một con trong một hit. Nên mình không dám ở lại quá lâu đâu. Thôi, mình nên chuồn hướng khác đi. Ui hướng này cũng có rương nữa, nhưng mà mình phải làm liều mới được. Trời ơi, vô cái phòng coi kìa, nó bít hết đường đi mình rồi. Ui cái rương dởm, chạy. Chạy thôi. Đừng ra. Đây. Đừng ra đi. Ui mình không tin là mình vẫn chạy ra được luôn á. Mình cứ nghĩ đó là ngày tàn của mình rồi. Ủa cái này là gì á? Ui cái này bịp. Đừng. Oh no. Nó bịp đấy. Con kia cũng sung nhảy xuống giống mình á. Đi ra, đừng có cản đường chạy của ta. Con này còn dành chạy với mình á. Chạy. Quá đủ rồi. Quá đủ rồi. An toàn trở ra là mừng lắm rồi á. Thôi, em xin. Hú hồn. Lần này mà ha, rồng không cho mình cưỡi nữa, mình giận rồng luôn. Không nói nhiều. Đang gầu đi cá. Ui, đâu rồi? Ui. Lên trên đồ cây rồi, xuống đây cưng. Xuống đây anh cho ăn nè. 39 rồi đó, lớn tuổi, lớn cấp nhất ở trong cái đội hình rồng của mình rồi đó. Chưa có cho mình cưỡi. Hay thật. 40 nè. Ê? Ôi 40 là cho mình cưỡi rồi. Yes. Như vậy mình đã chính thức cưỡi được rồng Angle rồi. Quá xả đã luôn. Cùi cái đôi cánh này kì. Ăn tiền là ở cái đôi cánh và cái đầu á. Thấy chưa? Quá là đẹp luôn. Không uổng công mình nuôi nấng em rồng Angle tới ngày hôm nay. Ê, nhưng mà dừng. Phanh lên em ơi. Ui trời, em này phanh không ăn nha. Phanh hơi lâu mới chậm lại được. Mình thấy đây có em rồng gì màu đỏ đẹp vậy. Ồ. Đây là Storm Stratus nhưng mà màu đỏ. Nè. Trời ơi đẹp vậy. 11 mà mình có em Storm Stratus thì sẽ có hình dạng giống như vậy á. Mà màu mới có đẹp giống như em này hay không thôi. Sao mình thích cái em này mà màu đỏ ghê nhờ. Bình thường thì mình thấy màu xanh là nhiều nha. Màu đỏ thì ít gặp lắm. Quá đẹp luôn. Em thích ăn cá, mình có thịt nè. Ui mình không ăn luôn. Buồn vậy.
Thôi nói chung thì úi ở đây còn có con gì à, những con cú mèo. Mình sẽ test sát thương thử ha, mình sẽ tấn công thử coi. No. Trời ơi cái này tấn công không khéo là mất máu cả mình với em rồng luôn á. Hồi phục lại em ơi, hồi phục lại. Ui em này hồi phục lại không bằng dùng sướng, có hồi phục được không? Em này không hồi phục được bằng sướng luôn. Wow, khó vậy. Như vậy mình nuôi em này mình phải tốn rất là nhiều cà rốt vàng để chữa thương rồi. Ui giời ơi, đúng là rồng xịn thì mình cũng tốn kém nhiều hơn trong khâu nuôi dưỡng á. Ai da, hơi khó rồi. Thôi kệ đi, mình phải chịu khó đầu tư thôi. Tại vì một em rồng đẹp đẹp như vậy thì đầu tư một xíu chắc cũng không sao đâu. Mà đáp xuống. Đáp xuống nào. Sao? Ai, chắc mình không dám dẫn đi khám phá luôn á, chỉ cưỡi đi thôi chứ. Em này mất máu phát là mình phải tốn cà rốt vàng với áo vàng đấy. Đây mình sẽ lấy ra mình chữa thương lại cái. Nè. Đó, ăn cà rốt vàng. Ủa, ăn táo vàng cái là hồi phục đầy máu liền hết chưa? Rất là tốn kém luôn. Ok, đi đầu tư một xíu ha. Rồi, và phần thức ăn còn lại thì mình sẽ nhường cho... Ui, từ, mình sẽ cho em Angle ngồi yên ở đó cái đã. Ngồi yên nha. Trời ơi, bay cái gì mà trồng cái chuối luôn vậy? Để tới... Ngồi yên. Sit down. Rồi, ngồi yên đi. Rồi mình sẽ cho rồng vua ăn á. Mình sẽ bắt rồng vua vô trước à. Đem qua góc khác đi. Rồng vua quá trời bự rồi. Bự con nhất luôn á. Nè, ra đây cho trống đi. Nè, ăn đi. Cấp 10 đúng không? Cho ăn thêm xíu nữa. Trời ơi, phát tướng chưa kìa. Coi tướng của anh ta kìa. Quá trời bự rồi. Ăn một hồi chắc to hơn cái nhà mình luôn rồi. Nhưng mà được cái rồng vua rất là nhiều máu á. 48 máu rồi kìa. Ăn một lần như vậy là lên... một máu luôn, một hai máu luôn á, rất là đã. Rồi không biết là có đủ để lên cấp 25 không đây. Mới lên cấp 23 thôi, mặc dù mới cấp 23 mà em ấy đã rất là bự rồi nè, khủng bố luôn. Tốt nhất cho ẻm vô trong cái ộp đi chứ bây giờ đứng choáng hết cái nhà của mình. Và cái trứng rồng Storm Stratus mình up hôm qua nó cũng đã xong rồi nè, bây giờ thì mình sẽ lấy ra ha và chuẩn bị up trứng rồng tiếp theo. Đó chính là trứng rồng Storm Falcon ha. Yes. Rồi giờ thì chuẩn bị chào đón thành viên mới nào. Ủa nước gần hết rồi kìa. Mình cũng phải chăm nước vô thôi. Mình không thể lười biếng chăm nước được. Mình phải chăm chỉ chăm nước thì trứng rồng nó mới đủ nước và ấp á. Đó. Rồi múc thêm nước vô. Múc sạch nước luôn. Múc hết luôn. Ui nhiều quá. Nhiều quá chứa không nổi luôn á. Rồi cho vô quá ha. Đầy bình luôn. Xong. Giờ thì mình sẽ bắt đầu kiểu như là cho Storm Stratus ra bên ngoài. Hy vọng là đây là một em màu đỏ nha. Không biết là đỏ hay là xanh đây, hồi hộp quá. Sợ Storm Stratus. Stratus. Tết. Đúng không ta? Đi. Storm Tôm cha tết. Ok, dì súp rồi, xong. Em này màu xanh rồi. Thôi kệ sao, màu xanh màu đỏ thì mình cũng thương thôi. Nhưng mà em này có kích thước rất là nhỏ luôn á. Cái này mình đoán là nhỏ hơn cả em rồng thiên thần luôn. Cấp 1 em rồng thiên thần còn bự hơn một xíu. Em này cấp 1 nè. Nhỏ xíu hả. Nhưng mà dễ thương á. Có cái này thì cũng... ở mất cái kia thì được cái này. Tuy không to nhưng mà được cái nào rất là đáng yêu luôn. Em này với em đó là kiểu là làm rồng kiển được chứ không phải là rồng chiên để khám ổ chiến đấu đâu. Quá trời ơi. À, em này thì ăn cá chứ không phải là thích ăn trái cây. Ủa thích ăn cà rốt giống như rồng thiên thần. Cá thì mình không có. Vậy là ít bữa nữa mình phải làm một cái chỗ câu cá rồi thì mới có cá mà cho rồng ăn được. Bây giờ chịu khó em ấy đói đi chứ biết sao giờ mình cũng hết thức ăn rồi. Ngủ đi. Còn nhỏ thì nên ngủ nhiều ha. Mới mau lớn được.
Rồi, và chắc mình sẽ cố gắng mình cày cuốc thêm thức ăn các thứ để mình nuôi em rồng vua này quá. Chứ bây giờ rồng vua chưa có đủ cấp để mình cưỡi nên cũng chỉ còn nước là cho vô trong cái ọp để chừa không gian để mình di chuyển nữa. Và mình còn một cái rương vàng nè. Không biết là cái rương mega vàng này nó có cho mình đồ xịn gì không, hồi hộp quá à. Thử nha. Hey. Ê. Hình như nó cho mình một cây sẻn. Ui, cây sẻn này đào hơi bị nhanh luôn. Được. Tốt, 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 đổi sẻn liền. Tự nhiên hút được cái sẻn nè. Mèn đếp ư. Cái này đi đào cát thì hơi bị đã luôn á. Im, 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 im. Có lý, có dụng cụ xịn là sắp tới mình làm việc nó cũng hiệu quả hơn rồi. Quá tuyệt vời. Còn cái Ender Orb này thì... Ý, nó giống như là một cái... cái mắt Ender nhưng mà nó chứa được nhiều mắt ở bên trong nhá. Nè mình phóng được ra cái mắt Ender nữa. Vậy thì tiện quá. Nó còn có thể gắn được dòng chậm hỏng, sửa chữa luôn để cho hồi phục độ bền nữa. Cũng tốt, cũng tốt. Nói chung bữa nay là một chuyến khám phá mà tương đối bội thu rồi đó. Giờ thì mình còn một số cái quyển sách phép để mình nghiên cứu một xíu coi. Sách phép rất là nhiều sách luôn nè. Coi có cuốn sách nào nâng cấp lên không. Ví dụ mình muốn... à đây có. Vì là sắp tới thì mình có thể nâng cấp lên cái trình Apprentice đó. Từ tập sự lên Apprentice là mình có thể sử dụng được những cái kỹ năng nó tốt hơn rồi. Không biết khi nào mới nhặt được cái quyển Master đi học nữa nè. Học phép thì nó cũng phải theo trình tự á, chứ không phải học bừa là được đâu. Và cái trứng đồng Storm Falcon cũng đã xong rồi. Để bây giờ mình sẽ cho Storm Falcon ra luôn á. Tại vì Storm ra Tết cũng đã ra thì Storm Falcon cũng phải có. Đây mình sẽ là Storm Falcon. Đó. Yeah. Bum. Ui trời 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 trời. Mới ra tôi đã gặp trục trặc rồi. Suýt nữa Storm Falcon đi bán muối luôn rồi. Trời ơi, tội nhỏ không? Mới ra đã bị mất máu rồi. Ôi, ngồi xuống giùm anh cái coi. Nè, đây chính là Storm Falcon nè. Nhỏ xíu à. Nè, ăn em này thì ăn thịt. Em này ăn thịt được đúng không? Thịt, anh cho anh ăn thịt nè. Anh cho ăn thịt. Hồi phục lên đi. Ui, no. Không biết là em hai em này khi lớn lên đó sức mạnh như thế nào, nhưng mà xét về độ dễ thương thì chắc hai em này là thuộc top dễ thương nhất trong đàn rồng của mình rồi đó. Thua em chó sói thôi. Em chó sói vẫn là đáng yêu nhất, lúc nào cũng quẩy đuôi hết trơn á. Tội nghiệp, quẩy từ hôm bữa tới bữa nay. Rồi ăn cho hồi phục đi. Vậy là mình còn hai em rồng. Không, chính xác hơn là ba em rồng. Tính luôn cả em ui, chết. Tính luôn cả rồng vua ha. Là ba em rồng chưa có thể cưỡi nè. Tại vì mình muốn, mình mà up xong em nào là mình phải cho em đó đủ cấp để cưỡi liền. Ví dụ mình muốn đi khám phá thì mình có rồng để cưỡi á. Mỗi ngày một em như vậy thì sẽ không có bị thiên vị ha. Ok, quyết định như vậy đi. Và trong tương lai mình cần phải nỗ lực nhiều hơn. Chắc phải gán farm hết bò cù vòng vòng đây thì mới có đủ thức ăn để cho ba em rồng đủ cấp để cưỡi á. Rất là khó luôn, nhưng mà mình sẽ cố gắng. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá hơi bị căng thẳng ngày hôm nay, hơi nhiều hành đó nha. Nhưng mà không sao, mình vẫn vượt qua và an toàn trở về với mấy em rồng. Mong rằng mình sẽ sớm nuôi thành công ba em rồng trong tương lai ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.